Cách nhanh nhất để bạn có thể trở thành một web developer, chỉ 5 bước dễ dàng để bạn học. 1. Ngừng học ở trên mạng không một tí lộ trình rõ ràng và hãy tìm học các khóa học dạy về web development một cách chỉnh chu và lộ trình rõ ràng và hãy học bằng cách thực hành viết code thực tế. 2. Chọn học một framework của CSS tốt nhất mà bạn thấy phù hợp và đương nhiên Bootstrap đang được sử dụng phổ biến nhất. 3. Chọn học một thư viện của JavaScript mà bạn thấy dễ học và phù hợp. React là một trong những thư viện phổ biến và mạnh mẽ nhất để phát triển. 4. Tự làm các sản phẩm theo các tutorials về cách làm các sản phẩm trên mạng xã hội như YouTube. Khi bạn nhìn và hiểu được người ta code gì và bắt chước theo, bạn sẽ tiến bộ hơn. 5. Trước khi tạo một trang web portfolio, hãy xây dựng các dự án của riêng bạn để hiển thị trên trang web của mình. Bạn có thể tạo một bản sao của Netflix hoặc xây dựng một ứng dụng web. Và để bạn có thể học được các điều trên thì ở Cybersoft Academy. Có khóa học Full Stack JavaScript cấp tốc để bạn có thể trở thành một web development một cách nhanh nhất.